Đây, axolotl là 240 tương ứng 2,4 cân anh em nhá. Xin chào các anh em. Ở đây là xe Kia Seltos được đăng Phương Auto lắp bộ cảm biến axolotl AEK hiển thị trên màn zin để cho anh em xem. Đây, axolotl là 240 tương ứng 2,4 cân anh em nhá. Rất tuyệt rồi, trong trường hợp có báo lỗi thì sẽ ngay lập tức sẽ báo trên màn hình này luôn. Lỗi lúc nào thì sẽ báo lúc đấy. Ngoài ra thì có chế độ xem cảm biến qua điện thoại anh em nhá. Đây là van trong và chúng ta sẽ cùng xem là bốn van cảm biến của bốn lốp như thế nào. Anh em thấy đây là van cảm biến van trong anh em nhá. Đây là các van trong. Anh em thấy chưa? Van trong rất đẹp đúng không ạ? Van trong. Đối với van này thì chúng ta đảo van thì không cần đảo cảm biến anh em nhé. Đi đảo lốp bình thường. Đảo lốp không cần đảo cảm biến. Anh em cứ chạy đủ số km anh em ra đảo cảm biến bình thường, không cần phải đảo van đâu.